Chào tất cả anh em, mình là Tài Bắt Độ. Hôm nay mình về Thái Bình, độ cái bộ SC Project Carbon đầu lưới cộng cổ bảo ô tô cho con Benny 3.2. Con SC Project Carbon này thì mình đã thay thế bằng đai carbon anh em nhé. Đây này, full đai carbon. Thì cái đai này thì nó rất ăn nhập với cái bộ, nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Cả bộ rất đẹp luôn, đai carbon luôn mà vô cũng carbon. Anh em có nhìn tổng thể, anh em nghe thử tiếng bô nhá. Qua số qua đây một chút. Con bô đấy đáng ra nó lỗ căng rất nhiều anh em nhá, nhưng mà em trai đi làm nên là muốn tiếng nó hú nhưng mà nó không quá to, không quá khó chịu ấy, nên là mình đã xử lý cái tiêu đút trong ở trong bầu rồi, nên là âm thanh nó vẫn hú nhưng mà nó không quá khó chịu. Cực phê luôn anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé. Chào tất cả anh em, mình là Tài Bắt Độ. Hôm nay mình sang bên Tâm Sinh Hà Nội, độ cái bộ SC Project Carbon cho con Kango 350. Con này thì nó là của Trung Quốc sản xuất anh em nhé. Thì nó giống hệt con Linza 300 của Kawasaki. Đây, tem dán giống hệt đây. Nhưng mà đặc biệt mình chưa chạy con này thì mình chưa biết thế nào cả, nhưng mà cái tiếng bô của con này ấy, thì giống hệt con Benny 302, nó như 4 máy luôn. Con này 2 máy thôi anh em nhé, nó lổ như 4 máy, nghe cực quê. Em đã chụp được ra số nhé. Trời mưa rồi, chết rồi. Test nhanh.